Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Di động MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2024 thì em lại tiếp tục review cho các bác xem những sản phẩm bên em đang có các bác nhá. Trước khi quay thì em xin các bác bớt ra một giây ra để cho em xin một nút đăng ký kênh ở dưới video. Thì vào mỗi buổi tối hàng ngày thì em sẽ review cho các bác xem một clip báo giá chi tiết các sản phẩm của điện thoại di động MV. Anh em nào mà cảm thấy máy nào phù hợp thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức. Một, nếu ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ 111 Triều Khúc, Hà Nội để xem máy. Còn nếu ở xa không qua được cửa hàng thì các bác cọc tiền, sau đó bên em sẽ ship hàng cho các bác cái tận nơi. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhá. Bên em thì bắt buộc phải cọc tiền thì em mới gửi hàng. Ok, thì bây giờ em lại review cho bác xem này. Hôm qua thì lên sóng các bác cũng lấy rất là nhiều luôn, và ngày hôm nay thì hàng mới lại tiếp tục cập nhật lên cho các bác xem các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đây chính là một con LG Q92. Hôm trước thì em đã về một cái mã này rồi, hôm trước về được có mỗi cây thôi. Hôm nay lại tiếp tục về hai chiếc. LG Q92 là gần như là mã máy cuối cùng mà LG đã sản xuất rồi các bác nhá. Con này thì gồm một cái cụm 2 camera, 4 camera, một đèn flash này. Đấy, có sạc nhanh tai si, có jack 3.5. Màn hình to, kích thước lên tới 6.6 đến 6.7 inch. Phiên bản này là LG thì nó là của Hàn Quốc rồi các bác nhá. Đấy, RAM 6GB, bộ trong là 128GB, nói chung khá là ngon. Đấy, pin 4500. Con này hiện tại đang có giá là 1.8 triệu cho đến 2 triệu. Đấy. Cây màu đen thì hình thức có nó hơi phẩy hơn một chút, tầm 95-96% thì là 1.800.000. Còn cây màu trắng này thì độ đẹp của em nó lên tới 97-98% thì là 2 triệu các bác nhá. Cây đầu tiên LG Q92 để giới thiệu cho các bác đầu tiên luôn. 1.8 triệu đến 2 triệu là các bác đã mua rồi. Ok, sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho các bác LG G8. G8 nếu anh em nào mà chơi LG thì các bác cũng biết rồi. Trước mặt các bác đây là một con LG G8 hàng zin chất chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Thời điểm này để mà kiếm được một con LG G8 nó zin đẹp chuẩn chỉ như này thì thực sự là rất là khó luôn. Đấy, đây chính là một con LG G8 phiên bản họ nhà LG. Các bác biết rồi. Đấy, LG thì con này thì RAM 6GB và bộ trong là 128GB các bác nhá. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Một trong những cái tính năng rất hay ho trên con này chính là double tap này, hai lần chạm, hai lần tắt các kiểu. Con này thì loa liếc các kiểu, màn hình đẹp luôn, chip Qualcomm Snapdragon 855 luôn các bác nhá. Con này hiện tại giá em đang bán cho các bác là 2.800.000. Một con LG G8 hàng đẹp chất này. Đấy, tặng sạc cáp và dán màn hình cho các bác nhé. LG G8. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chính là Galaxy Quantum 3. Hôm qua thì lên được sóng mấy con Galaxy Quantum 2 thì các bác đã lấy sạch rồi, và sau đó rất nhiều bác đã nhắn tin hỏi cho em là có Galaxy Quantum 2 không nữa, thì thực sự là em không còn. Đấy, về hôm qua về được đúng 2 cây, các bác lấy nhanh trong một lốt nhạc luôn, bay cả hai luôn rồi các bác nhá. Và Galaxy Quantum 3 đây cũng là một trong những cái mã máy cũng khá là hay. Qua bên nước bên Hàn thì người ta gọi là Quantum 3, còn bên mình ấy thì nó có thể gọi là cái con M53 cũng được các bác nhá. M53 thì nếu mà để mà so con này ấy, đây M53S này, M53 6S này, để mà so con này với cái con phiên bản của Việt Nam A73 thì nó cũng chẳng thua gì đâu. Một cụm gồm 4 camera, một đèn flash rất thời trang luôn các bác nhá. Đấy, rất thời trang luôn, máy mỏng này, cực kỳ mỏng luôn, vân tay bên cạnh này. Màn hình to này, kích thước 6.7 inch. Con này thì RAM của nó RAM 8GB, khá là ok đúng không bác nhá. Bộ trong là 128GB. Đấy, phiên bản của Hàn Quốc, một SIM. Con này thì có hỗ trợ 5G luôn, pin 5000 nha các nhá. Nói chung là tổng quát lại là màn hình to, pin trâu, RAM bộ nhớ khá là ngon. Màn hình lại là màn AMOLED nữa, và đặc biệt nhá. Cái màn hình của con Galaxy Quantum 3 này là cái màn hình 120Hz các bác nhá. Đấy, mượt 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 luôn. Hiện tại thì em đang có hai cây, một cây số 2. Đấy, hàng A trừ thì cây này tầm em đánh giá nó tầm tổng quát thì tầm 96%, thì nó gọi là nó hơi hằn siêu nhẹ thôi, đại loại nó không phải là xước mà nó chỉ là hơi hằn, vết hằn siêu nhẹ theo thời gian thôi. Thì cây này em đánh giá là 3.8 triệu các bác nhá. Còn một cây hàng A, cây này thì 4.2 triệu, cây này thì đẹp 98%. Tất cả các chức năng hoạt động ok, máy mỏng chưa các bác. Đấy, màn hình to đẹp, nhìn phê chưa. Một con Galaxy Quantum 3 các bác nhá. Một cây màu đen và một cây màu trắng, 3.8 triệu và 4.2 triệu. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Tình trạng như nào thì bên em sẽ bán như thế cho các bác. Đấy, thì anh em nào cứ cần phát là nhắn tin Zalo cho bên em một cái là anh em vào chung kết cho nhanh các bác nhá. Khi nhắn tin Zalo cho em thì không cần đợi em xác nhận kết bạn gì hết, cứ nhắn thẳng vào nội dung luôn. Anh cần chốt con Quantum 3 phiên bản màu đen huyền bí hoặc là màu trắng ngọc tờ rinh. Đấy, như thế là vào nhanh vô con lẹ các bác nhá. Ok, hôm nay về được một cái mã chính là cái mã Galaxy A95G. Thực sự là nó về được cũng được một ít, cũng tương đối nhiều, để em cầm lên cho các bác xem này. Đây, A95G thì hôm nay về được khá là nhiều, nhưng mà cái lô hàng này thực sự là giá nó nói thẳng ra là nó cao hơn các lô khác.
ít nhất tầm 400-500.000 các bạn nhá. Thì nó cũng có cái tiền nào của đấy thôi các bạn. Đấy các bác nhìn này, để mà kiếm được một cái lô hàng về mà nó chất lượng như thế này ấy, thì thực sự đến bây giờ phải nói là hàng chọn luôn rồi các bạn nhá. Đây là gọi là những cây hàng rất là hàng chọn rồi. Thì em cũng đắn đo, cũng bảo không biết có lên bán hay không, nhưng em vẫn sẽ giới thiệu cho các bác xem, để anh em nào mà thực sự cần hàng chất lượng thì các bác có thể liên hệ để vào việc các bác nhá. Đây là những cái cây hàng gần như là toàn hàng A thôi, mà để kiếm được những cái thời điểm này những con hàng A zin đẹp chuẩn như này thì thực sự là hiếm có, khó tìm luôn. Đấy thì giá em cũng nói thẳng luôn là nó cao hơn bình thường khoảng tầm 300-500.000 so với cái đợt trước em bán. Đấy, đợt trước em bán thì chỉ có loanh quanh 3,3-3,5 triệu thôi, nhưng cây này thì loanh quanh đến 3,7-4 triệu cơ, là các bác biết rồi, nó rất là cao các bác nhá. Nhưng mà ngược lại thì cái tiền mình bỏ ra nó rất xứng đáng và đáng đồng tiền bát gạo luôn. Những cái cây này em cầm trên tay này, thứ nhất là nó là một con máy chuẩn chỉ luôn. Đấy các bác nhá, con này nó hết pin mất rồi, em sẽ giới thiệu cho các bác mấy cây này. Đây còn là quả pin này, các bác nhìn những cái cây máy phải nói nó đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Các bác nhìn màn hình của nó, đến với thời điểm này kiếm được những cái con màn hình như thế này ấy, thì phải nói là không thể kiếm được các bác nhá. Và rất là khó, nhiều khi có tiền mà để tìm con A90 này để dùng ấy, nó cũng rất là khó. Bởi vì anh em nào đã dùng quen A90 rồi thì các bác cũng biết cái mã máy này là một con hàng cận cao cấp. Tuy là nó là hàng A nhưng mà nó dùng cực kỳ sướng luôn. Các bác được một quả màn hình to kích thước 6,7 inch, RAM 6GB nhá, nhưng mà dùng cực kỳ mượt mượt luôn, 128GB, chip Qualcomm 855, pin 4500, có hỗ trợ 5G, phim màn hình 1 SIM. Đấy, máy cận cao cấp, cầm cực kỳ chắc chắn và đầm tay luôn. Con này cầm không lỏng lẻo một tí gì nữa, rất là chắc chắn luôn. Phiên bản của Hàn Quốc gồm một cụm camera lọc, 3 camera, một đèn flash này, có sạc nhanh Type C này, có loa luôn, loa đơn thôi nhưng mà nghe nhạc rất to các bạn nhá. Thì đối với cái hàng A, em nói luôn, hàng A này đấy, thì đang có giá là 4 triệu các bạn nhá. Anh em nào mà chê đắt thì anh em có thể tìm hiểu những cái hàng khác, hàng phẩy, hàng xấu, hàng gọi là thay vỏ linh tinh. Đấy, còn những cái hàng này nó là hàng chất lượng rồi thì nó là hàng gọi là hàng zin chuẩn 100% như kiểu hàng chọn bên Hàn ấy, thì đang có giá là 4 triệu các bác nhá. Bản thân em mình nhập vào những cái cây này mà có giá em còn bất ngờ luôn. Những cái cây này giá em nhập vào nó cũng rất là cao. Đấy, thì là 4 triệu, còn hai cây này, đấy, cây số 1 và cây số 2 này em đã lọc riêng ra được hai cây này, nó rẻ hơn 3,7 triệu. Hai cây này cũng trên 98%, các bác nhìn máy này. Nhìn cái màu của nó mướt mượt mượt chưa, các bác nhìn nó đã phê chưa. Đấy, các bác nhìn một con A90 này, phải nói để mà kiếm được những con A90 như này thì không phải lúc nào cũng có. Đấy, chỉ dành cho những anh em nào thích hàng chất, hàng nét nẹt thôi. Nếu mà không quá quan trọng 15-700 thực sự là tiêu thì nó cũng hết. Nhưng khi mà các bác kiếm được những cái con hàng chuẩn hàng nét như này ấy, về dùng thì nó cực kỳ sướng luôn các bác nhá. Đấy, con này là Galaxy A90 5G, phiên bản của Hàn Quốc, cấu hình thì em đã đọc vừa xong rồi. Đấy, giá loanh quanh 3,7-4 triệu. Anh em nào kết nối vào việc đấy thì các bác nhắn tin Zalo cho bên em các bác nhá. Lô hàng này thực sự là em bán được thì bán, mà không bán được thì em giả lại đầu hàng thôi. Vì những cái hàng này hàng ký gửi, vì hàng này nhập vào nó rất là cao. Ok các bác, thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái hàng khác tiếp theo. Một cái cây Samsung Galaxy Note 10 5G, có đúng một cây duy nhất để thôi. Đây là Note 10 bản Note 10 nhỏ các bác nhá. Note 10 thì nó có hai loại, Note 10 5G và Note 10 Plus, thì cái đây là Note 10 5G. Con này kích thước của nó là 6,3 inch. Đấy, màn thì tràn viền, bo cong 6,3 inch. Con này thì có bút S Pen luôn, có sạc nhanh Type C, có loa kép các kiểu đầy đủ các bác nhá. Hình thức thì anh em đánh giá tầm trên 97%. Tất cả các chức năng hoạt động ok, RAM 12 và bộ trong là 256GB. Nói chung là Note 10 5G này cũng là một trong những con hài hết, rất là hay. Đấy, màn hình to, cấu hình cao, RAM 12GB, camera chụp ảnh nét là nét luôn, máy mượt, mướt mượt mượt các bác nhá. Giá 4,3 triệu, một cây màu đa sắc duy nhất, phiên bản 6,3 inch, 4,3 triệu, phiên bản Hàn 1 SIM. Ok các bác, một cái sản phẩm tiếp theo, đây, Galaxy S20 5G, phiên bản Hàn Quốc. Giới thiệu cho các bác, có màu xanh, có màu trắng này, màu hồng này, đấy, ba cây. Đây có cả màu xanh nữa luôn này. Đấy, thì đáp loanh quanh 4,2-4,300,000 là các bác đã mua rồi. Một em Galaxy S20 5G hàng 98%. Đấy, tất cả các chức năng hoạt động ok, có màu xanh, màu trắng và màu hồng, ba màu các bác nhá. Hình thức trên 98%, tất cả các chức năng hoạt động ngon lành cảnh quất, không một lỗi lầm gì. Các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình 6,2 inch, màn tràn viền bo cong, tần số quét 120Hz và độ phân giải màn hình là 2K. Phiên bản Hàn Quốc một SIM và có hỗ trợ 5G, dung lượng pin của nó 4.000, RAM thì là 12GB, khá là ngon luôn các bác nhá. Chip Qualcomm 865, pin con này thì cũng ngon. Con này thì nó phù hợp với cái màn hình 6,3 inch của nó. Tất cả các chức năng hoạt động ok, camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn, cam trước cam sau đều ok.
Đấy các bạn nhìn chưa, cặp trước cặp sau đều ngoan. Con này thì hiện tại là vân tay trên màn hình, bảo mật vân tay khuôn mặt đầy đủ hết. Đối với cái hàng đẹp thì là 4.200.000, 4.300.000, một con màu hồng lam tính và một con màu trắng ngọc tờ linh này. Đấy, bác nào mà thích một con máy nhỏ gọn cấu hình cao, các bác có thể tham khảo con này các bác nhá. Ok, đây vẫn còn cái con Redmi 9C này. Tầm này các bác gọi là chê những cái máy rẻ tiền rồi. Redmi 9C RAM 3/64GB, dùng tất cả Facebook, Zalo, TikTok các kiểu ok. Pin con này chắc các bác phải dùng cả tuần luôn nếu mà để nghe gọi các bác nhá. Em để rất là lâu rồi mà vẫn còn 51% pin này. Phải nói là con này nếu mà anh em mà để nghe gọi chắc cả tuần mới hết pin. Hiện tại tất cả các chức năng ok, giá thì loanh quanh có 1.100.000 thôi, đúng mong gọi là một bữa nhậu thôi là các bác đã mua rồi. Bị phản quang một tí chỗ này thì hoàn toàn lành, không ảnh hưởng gì. Giá có đúng 1.100.000 thôi. Đợt này anh em toàn quất S22, S21 Ultra mới Mimi S21 Plus, những cái hàng đời cao của Di Động MV, mà những cái mã này gần như các bác quên rồi. Chắc vì tại vì lâu lắm rồi em ít khi em bán những cái hàng rẻ tiền, nên là khi mà anh em nghe đến thương hiệu Di Động MV là các bác đã nghĩ đến hàng trung cấp trở lên rồi các bác nhá. Đấy thì nên là những cái hàng rẻ tiền như này các bác nghe nhiều khi, và nhiều bác thì nghe đến thương hiệu họ nhà Xiaomi phát là bảo ờ tao không lấy, tao không thích Xiaomi hãng của tàu. Đấy, anh cứ phải thích gọi là anh ăn sung của hãng của Hàn Xẻng. Ok, thì hàng Xiang em rất là nhiều, giới thiệu cho các bác luôn các bác nhá. Thì con Xiaomi này giá là 1.100.000 này. Ok các bác, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác những cái dòng máy. À đây, một cái mã máy mới về. Galaxy S20 FE, một cái mã máy cũng mới về xong, một cái lô hàng phải nói cũng khá là chất lượng. Đây là lô hàng zin chuẩn 100%. Đấy, S20 FE các bác nhá, kiếm được những cái lô hàng này phải nói cũng gần như là về nguyên cây luôn, nguyên chiếc luôn này các bác này, S20 FE. Phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc. Lô này thì đang loanh quanh từ 3 triệu, 3.900.000, rồi 4.500.000, đại loại là có những cây 3 triệu các bác nhá. Cây đấy thì nó ám màn và vỏ xấu, thì cây đấy quên không cầm đến đây rồi, đang sạc pin. Thì trong ngày mai em sẽ lên sóng cái đô đấy. Còn trong cái khuôn khổ clip ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bác hàng 4.500.000 và hàng 3.900.000. Đây là một trong những cái hàng máy mà phải nói là không có lỗi vặt. S20B là hàng không có lỗi vặt, nói luôn, nói thẳng là không có lỗi vặt các bác nhá. Có đây các bác sẽ được sở hữu cho em một cái màn hình 6.5 inch, không to mà cũng chẳng bé. RAM 6GB và bộ trong là 128GB, chip Qualcomm Snapdragon 865, kết hợp với quả màn 120Hz này nữa thì gọi là mướt mượt mượt luôn. Samsung Galaxy S20 FE 5G phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Anh em nào mà đang tìm kiếm một con máy mà gọi là cấu hình cao, giá loanh quanh hơn 4 đồng thì anh em kết nối vào việc con này luôn. S20 FE 5G màn hình sáng trưng luôn, không ám ố, không nhiều ảnh các bác nhá. Riêng nhà em tình trạng máy như nào em báo ngay, không có cái chuyện là gọi là báo một đằng mà gửi cho các bác một lẻo đâu, là cái việc đấy là việc không có nhá. Con này là hàng A, 4.500.000 một cây, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Máy zin chuẩn chỉ 100%, 4.500.000 các bác nhá. Có màu đen này, màu đỏ này, màu trắng và màu hồng nam tính, bốn màu đầy đủ cho anh em lựa chọn. Giá loanh quanh 4.500.000. Đấy, có cây số 4 này, số 5 này, số 3, số 6 này, 3, 4, 5, 6 anh em nhá. Anh em nào chốt con nào thì vào việc con đấy. Ví dụ như là cần chốt con màu đỏ chẳng hạn, bảo nhắn tin chụp ảnh màn hình lại gửi vào, anh cần chốt con S20 FE phiên bản màu đỏ. Đấy, thì nhắn tin Zalo cho bên em, cứ nhắn thẳng vào nội dung luôn để chốt, rồi em sẽ tư vấn cho các bác nhá. Vì một ngày cái lượng Zalo nhắn tin của em rất là nhiều, thế nên là cứ alo với xin chào là rất là mất thời gian ra, thì cứ nhắn thẳng vào nội dung luôn. Và ngoài ra thì đấy là hàng A. Hàng A thì nó đẹp trên 98%, 98 cho đến 99% các bác nhá. Thì những cái hàng này gọi là hàng chất rồi, thì 4.500.000 đấy, tiền nào của đấy thôi. Còn ngoài ra nếu bác nào mà không quá quan trọng hình thức, thực tế thì cái này thì gọi là bác nào không quan trọng hình thức, gắn của ốp 30.000 vào đây là đẹp thư như ngọc tờ rinh ngay. Hai cây, cây số 1 và cây số 2 hàng B cộng, hai cây này thì đẹp tầm 95%, các chức năng thì hoạt động ok, nhưng mà trên viền hơi xấu một tí, hơi phẩy một này. Đấy, đây loại hơi phẩy một tí như này các bác nhá. Đấy, tình trạng thì bên em thì riêng có như nào báo ngay. Đấy, phẩy cấn nhẹ này. Đấy, loại là vỏ nó hơi gọi là hơi phẩy một chút, hơi phẩy, hơi xước một chút các bác nhá. Còn lại thì ok, màn hình con này sáng đẹp trong veo, không ám mố, không nhiều ảnh gì, tất cả các chức năng hoạt động ok. Thì con này hiện tại đang có giá là 3.900.000, vỏ hơi phẩy một tí thôi. Đại loại là hình thức thì em đánh giá tầm 95%, 3.900.000, cây số 1 màu đen và cây số 2 thì màu xanh 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 ngọc các bác nhá. Đấy, cây này thì thực ra gọi là màu xanh than cũng được mà xanh đen cũng được, thì cô gọi luôn là màu đen cho nhanh. Đấy các bác nhá, 3.900.000 một con Galaxy S20 FE. Ok các bác, một cái sản phẩm em sẽ giới thiệu cho bác, sản phẩm trong cái phân khúc mà tầm tiền loanh quanh hơn 5 triệu thì đây chính là cái mã lốt 20 5G. Các bác nhìn này, một cái mã lốt 25G là một trong những cái mã máy các bác rất ưa chuộng luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất là các bác sẽ được sở hữu một con máy hàng cao cấp của Samsung. Con này là lốt 20 thì gồm 3 cam sau, một đèn flash này,
có loa kép để có sạc nhanh tay si, bút S Pen các kiểu đầy đủ luôn các bác nhá. Máy đã được trang bị một quả màn hình kích thước rộng khoảng 6,7 inch, phiên bản của Hàn Quốc các bác nhá. Sorry, phiên bản của Mỹ. Đấy, lô bản Hàn quên, hôm nay về một lô bản Hàn em quên em không quay đây. Có lô bản Hàn màu đồng cũng đẹp như này. Đấy. Số lượng máy như em thì nó quá nhiều nên là nhiều khi không thể nhớ ra hết mà quay các bạn. Hôm nay về được một cái lô bản Hàn màu đồng cũng đẹp hàng A cộng như này, cũng có giá 5,6 triệu các bác nhá. Anh em nào cần thì các bác có thể nhắn tin Zalo cho bên em. Phiên bản em đang cầm trước mặt các bác đây là phiên bản Mỹ. Đấy, các bác nhìn này, bản Mỹ này. Bản Mỹ thì các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng này, hỗ trợ 5G này. Dung lượng pin của nó là 4300 này, RAM thì là RAM 8GB và 128GB. Còn bản Hàn thì nó dùng một sim nhưng mà bộ trong của nó sẽ là 256GB. Bản Hàn thì hôm nay em mới về được một lô màu đồng ấy. Anh em nào cần thì các bác có thể nhắn tin cho em chụp cho các bác nhá. Thì cây này là bản Mỹ, hai sim, RAM 100, bộ nhớ trong 128GB, hàng A cộng 5,6 triệu. Cây này thì đẹp 99%. Đấy, có một cây màu xanh và màu đen. Đấy, 99%, 5,6 triệu. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình cho các bác nhé. Ngoài ra thì em đang có rất nhiều hàng 5,2 triệu, 5,3 triệu. Những cây này thì hàng phẩy nha các bác nhé. Tầm 95-97%. Cũng tất cả các chữ năng hoạt động ok, màu đồng, phiên bản Mỹ, hình thức hơi phẩy một chút, màn hình sáng đẹp trong veo, không ám bố, không nhiều ảnh gì. Cây này hiện tại đang là 5,2 triệu và 5,3 triệu. Đấy, các bác nhìn viền nó hơi gọi là phe phẩy nhẹ một tí để thôi. Còn lại thì tất cả các chức năng là hoạt động ok, ngon lành cảnh quất luôn. Trong cái tầm tiền mà hơn 5 triệu các bác lựa chọn cái mã lốt 20 này cũng là một trong những cái mã rất hợp lý luôn. 5,2 triệu, 5,3 triệu này, rồi hàng đẹp thì 5,6 triệu. Còn có những cây hàng ám thì là ám siêu nhẹ thì là 4,8 triệu các bác nhá. 4,8 triệu phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Đấy thì 4,8 triệu, một cây Samsung Galaxy lốt 20 5G. Ok các bác, trong cái tầm tiền này thì em đang có một cái mã máy nữa. Thì đây chính là cái S20 Plus này, S20 Plus 5G phiên bản Mỹ. Một con máy mang trong mình cả một bầu trời công nghệ và một cái cấu hình gọi là cực kỳ khủng long luôn. Các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình 6,7 inch, màn hình của nó là màn AMOLED 2K và tần số quét của nó 120Hz các bác nhá. Phiên bản của nó là phiên bản Mỹ. Đấy, các bác nhìn này, 120Hz thì nó quá mượt luôn. Màn hình to, rộng, tràn viền, bo cong. Phiên bản Mỹ, hai sim có hỗ trợ 5G, pin 4500, chip Qualcomm 865, camera nét nè nẹt luôn. Hiện tại thì đối với cái sản phẩm S20 Plus này có màu đen và màu xanh đang hình thức xem nào, tầm 98% trên 98% các bác nhá. Hiện tại đang có giá là 5,400,000, tặng đầy đủ phụ kiện này, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình, phiên bản mẽo, phiên bản USA đi các bác nhá. 5,4 triệu đấy, tặng full sạc cáp, ốp lưng, dán màn đầy đủ cho các bác luôn, 5,4 triệu này. Đấy, đẹp chưa? Đen huyền bí, cái này gọi người ta gọi là đen nhánh, đen huyền bí các bạn. Đen huyền bí đẹp chưa? Đấy, phù hợp cho anh em nào thích gọi là đen huyền bí các bác nhá. Còn anh em nào thích gọi là sáng hơn thì các bác chơi con màu xanh ngọc cho em. Giá loanh quanh 5,400,000 là các bác đã mua rồi. À đây, và còn ngoài ra thì có một cây hàng thanh lý này. S20 Plus con này hàng lưu ảnh siêu nhẹ, thanh lý 4 triệu, rẻ hơn cây kia tận 1,4 triệu. Đấy, 4 triệu thì thực sự là cũng ngang gọi là bán giá ngang con máy cỏ thôi. Đây các bác nhìn thấy đấy, nó hơi lưu ảnh siêu nhẹ trên màn hình này các bác nhá. Nó hơi lưu lại siêu nhẹ nhưng cái này em cam kết các bác cực kỳ lạnh luôn. Và bảo hành cho các bác luôn các bác nhá. Bảo hành không bao giờ loang luôn. Riêng cái lưu ảnh của Samsung thì anh em biết rồi, nó cực kỳ là lành và gần như là cái này nếu mà các bác nào mà dùng thì gần như em thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì trong quá trình sử dụng cả. Màn hình vẫn sáng đẹp, gọi là chỉ gọi là mình nhìn kỹ thì mình thấy nó lưu ảnh một chút thôi. Đấy, có một cây thanh lý này, giá cho các bác là 4 triệu. Đấy các bác nhá, hôm trước có mấy bác hỏi hàng thanh lý còn không thì anh em nếu mà đang cần thì kết nối ngay vào việc con này các bác nhá, tặng cho các bác một cái hình đằng sau này, hình ông thần tài rất đẹp luôn này. Đấy, cây này giá 4 triệu. Tặng sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình cho các bác, không thiếu một cái gì hết. Ok thì đấy là cái sản phẩm trong cái phân khúc 5 triệu các bác nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái phân khúc 5 triệu nữa, chính là S21 5G. Đấy, S21 5G này thì em đang có phiên bản Mỹ. Phiên bản Mỹ trước mặt các bác đây là những cây hàng màu hồng nam tính này, màu tím gọi là mộng mơ này. Đấy, một cây nữa là màu này là màu trắng ngọc tờ linh nữa, đầy đủ ba màu. Có cả màu đen, quên mất cái màu đen hôm qua đã bảo là quay lên cho các bác xem rồi mà lại quên. Có cả một cây màu đen nữa các bác nhá. Đấy, màu đen thì còn đúng một chiếc thôi. Phiên bản Mỹ đang có giá loanh quanh 5,5 triệu một cây. Đấy, hàng này thì cấu hình của nó ra sao thì em sẽ giới thiệu ngay cho đây cho các bác. Các bác sẽ được sở hữu một con máy rất đẹp nha các bác nhá. Một cụm 3 camera sau, một đèn flash này, có sạc nhanh tai si này, loa kép này, bút S Pen này. À sorry các bác, con này không có bút S Pen, loa kép thôi. Màn hình của nó là 6,2 inch và màn tràn viền đấy, màn nhỏ gọn. Cái này là một cái máy phù hợp cho những cái bác nào mà thích một con máy nhỏ gọn, cấu hình cao các bác nhá. Đấy, RAM của nó là RAM 8 trên 128GB, chip Qualcomm Snapdragon 888, phiên bản của Mỹ, hai sim và có trợ 5G. Đấy, pin 4000. Con này hiện tại là tất cả các chức năng hoạt động ok, camera đẹp chưa các bác? Phải nói là camera của nó là đỉnh cao luôn.
Hiện tại thì đối với cái sản phẩm S21 5G này, đấy, bản Mỹ đang có giá 5 triệu rưỡi các bác nhá. Những cây hàng 5 triệu rưỡi này thì hình thức của nó đẹp trên 98%, từ 97 cho đến 98% trở lên. Đấy các bác nhìn này, 97-98% trở lên luôn các bác nhá. Đấy, nói chung là khá là đẹp. Tặng đầy đủ phụ kiện này, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình cho các bác. S21 5G, phiên bản của nó là phiên bản Mỹ. Đấy thì loanh quanh hơn 5 triệu như vậy các bác nhá. Còn ngoài ra, bác nào mà thích gọi là bộ nhớ trong cao thì các bác có thể lựa chọn phiên bản Hàn Quốc này. Có một cây màu đen và một con màu tím, 5 triệu 600 nghìn là các bác đã mua cây rồi, 5 triệu rưỡi cũng có này. Cây 5 triệu 6 này thì đẹp 99%. Phiên bản Hàn thì nó dùng một SIM, nhưng ngược lại cái bộ trong của nó sẽ lên tới 256GB. Còn lại tất cả mọi thứ như nhau, cũng là RAM 8GB. Đấy, nhưng con này chạy con chip Exynos 2100 các bác nhá. 5 triệu 5, 5 triệu 6, cây số 1 và cây số 2. Bác nào chốt cây nào thì anh em vào việc các bác nhá. Nhắn tin Zalo cho bên em để vào việc. Đấy, Samsung Galaxy S21 5G phiên bản Hàn Quốc. Ok các bác, đấy là cái sản phẩm S21 này. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác S21 Plus các bác nhá. S21 thì có S21 5G vừa xong em vừa giới thiệu. Và bây giờ là mã S21 Plus. S21 Plus này các bác nhìn này, hai cây phiên bản Hàn Quốc cuối cùng. Đấy, hôm trước thì có một ít thì bán hết rồi. Và còn đúng hai cây phiên bản Hàn Quốc, một cây màu trắng bạc và một cây màu tím mộng mơ. Anh em nào thích màu nào thì anh em vào chung kết đôi màu đấy các bác nhá. Mỗi một màu nó có một cái nét đẹp riêng, màu trắng bạc này. Đấy, và một cây màu tím mộng mơ này. Đấy, con này thì hiện tại tất cả các chức năng hoạt động ok, hình thức thì đẹp tầm trên 97-98%. Đại loại là máy phiên bản Hàn thì nó dùng một SIM, nhưng ngược lại thì nó có bộ trong của nó sẽ là 256GB. Đấy, chip thì Exynos 2100, màn hình to tràn viền 8/256GB các bác nhá. Màn hình to này, tràn viền này. Đấy, 120Hz luôn, phiên bản Hàn Quốc một SIM có cho 5G. Hai cây này thì hàng A đẹp 98%, 6 triệu 600 nghìn, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Ngoài ra thì em đang có mấy cây bản Mỹ. Cây này thì một cây 6 triệu 2, bản Mỹ này sẽ dùng được là 2 SIM. Nhưng mà ngược lại thì là cái bộ trong của nó chỉ có 128GB thôi. Một cây 6 triệu 2 thì cái chất lượng cây này em đánh giá tầm 95-96% các bác nhé. 95-96% một cây S21 Plus bản Mỹ. Đấy, cây này thì các chức năng ngon lành cảnh quất, không một lỗi lầm gì. Hơi phải nhẹ một tí phía dưới này. Đấy, và gọi là tổng quát, nhìn tổng thể thì con này nó tầm 95-96%. Em quay khá kỹ cho các bác rồi. Màn hình sáng đẹp, trong veo luôn các bác nhé. Phiên bản Mỹ 2 SIM có cho 5G, pin 4800. Pin này thì dùng một ngày thoải mái luôn. RAM thì 8/128GB, một cây số 7 6 triệu 2. Trong ngày mai thì em sẽ về một cái lô S21 Plus này, số lượng cực kỳ lớn luôn. Anh em nào cần thì anh em có thể kết nối các bác nhá. 6 triệu 200 nghìn cây số 7 này. Ngoài ra em còn một hai cây hàng 5 triệu 8. Hai cây này thì chất lượng máy thì em đánh giá nó tầm 90 mấy phần trăm nhỉ. Hai con này tầm 93% các bác nhá, 93-94%. Hai con này thì hình thức của nó gọi là tổng quát, cả thể tổng quát ấy, thì nó gọi là hơi phải nhẹ một chút viền, đây loại viền hơi xước như này này. Đấy, lưng của nó cũng hơi phải này. Đấy, cam trên thì nó hơi bạc một tí các bác nhá. Còn lại chả làm sao, chất lượng camera chụp ảnh cực kỳ nét luôn. Tất cả các ba cam đều ok, đẹp nét luôn này. Đấy các bác nhìn này. Đây cam trước này. Các bác nhìn cam trước nét căng luôn nhá, cam sau này. Đấy, đều nét căng luôn. Chất lượng nó chỉ hơi bạc một tí thôi, còn lại chả làm sao hết, chụp ảnh vẫn nét nẹt nẹt như ngọc tring luôn. Thì hiện tại cây này em đang bán cho các bác là 5.800.000. Đấy loại là tặng cho các bác là sạc cáp này, ốp lưng và giá màn hình. Bác nào yêu thích cái sản phẩm S21 Plus thì các bác cứ nhắn tin Zalo cho bên em để đặt hàng các bác nhá. Ok, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác S21 Plus rồi, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác là S21 Ultra. Đấy, theo gọi là theo dây chuyền luôn anh em nhá. S21 Ultra trước mặt các bác đây là những cái gọi là cái siêu phẩm. Đấy, phiên bản Mỹ đẹp nét nẹt nẹt 99.69%. Gọi là hàng gọi là như kiểu ngọc tờ rinh ấy các bác nhá. Ba cây như một. Đấy, màu đen huyền bí. Hàng A đẹp 99%, gần như không một cái vết xước nào. Con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một cái cấu hình như sau. Thứ nhất là các bác cảm nhận đầu tiên về cái độ đẹp của em nó thì khỏi phải bàn nhá. 99.69%, nét nền đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác một cây. Cảm nhận đầu tiên cầm con này trên tay là cực kỳ cứng cáp và chắc chắn này. Các quả một quả camera zoom 100x nhưng mà nhá. Camera con này thì zoom cực kỳ xa luôn, gọi là ngắm trị hàng trên cung trăng luôn. Con này thì các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình 6,8 inch, độ phân giải màn hình 2K+ và tần số quét màn hình lên đến 120Hz. Đấy, mượt mượt mượt. RAM 12GB và bộ trong là 128GB chiến chấp mọi loại game. Phiên bản của Mỹ 2 SIM có hỗ trợ 5G. Nói chung là cực kỳ mượt luôn, con này thì gần như dùng thì các bác không biết khái niệm đơ lác trong từ điển của nó là cái gì hết. Pin 5000. Đấy. Camera này các bác nhìn đỉnh cao chưa? Lét nẹt luôn, zoom xa, zoom gần, ngắm trị hàng xóm đều lét luôn các bác nhá. Con này thì hiện tại là 9.500.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Đây là phiên bản Mỹ.
Còn ngoài ra em có một cây màu trắng bạc, phiên bản của này là phiên bản của Hàn Quốc. Phiên bản Hàn Quốc này nó khác cái bản Mỹ cái gì? Nó là dùng một sim, cây này cũng là hàng 98 cho đến 99%. Cây này thì phiên bản Hàn nó dùng một sim, nhưng ngược lại thì cái bộ trong của nó sẽ lên tới 256GB các bác nhá. Anh em nào mà cần gọi là bộ như trong nhiều thì các bác có thể quất con bản Hàn này. Nó dùng một sim nhưng ngược lại thì cái bộ trong của nó 256GB. Camera thì cũng gọi là đỉnh cao luôn rồi, camera khỏi phải bàn luôn. Riêng cái bọn này thì cái chất lượng camera của nó quá đỉnh luôn các bác nhá. Đấy, quá đỉnh rồi. Đấy, khỏi phải giới thiệu nữa. Con này là bản Hàn Quốc 256GB, RAM 12, đấy, chip Qualcomm chip Exynos 2100, camera room 100x ngắm chị hàng xóm. Con này thì giá 9,5 triệu. Đấy, hàng cũng là hàng 98-99% các bác nhá. Thì bác nào mà thích cái mã sản phẩm S21 Plus này, các bác S21 Ultra này thì đang có giá là 9,5 triệu, là hàng đẹp keng, thì các bác có thể nhắn tin qua bên em qua số hotline ở số góc màn hình này để vào việc các bác nhá. Ok, và một cái sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho các bác thì đây chính là gọi là cái siêu phẩm S22 Ultra rồi. S22 Ultra sau đến lốt 20 Ultra là hết hàng các bác nhá. S22 Ultra hiện nay Di động MV đang có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Bản Hàn một sim, bản Mỹ hai sim. Đấy, khác nhau là như vậy. Và bản Hàn này thì nó có game cuộc gọi, còn bản Mỹ thì không có. Và sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác một cây phiên bản Hàn Quốc đẹp 99%, nguyên siêu viền, nét nẹt nẹt luôn, đẹp như gần như một chiếc máy mới luôn các bác nhá. Các bác nhìn này, một cái cụm camera nó phải nói nó phê chưa các bác, nó đẹp chưa, nó đen xì luôn các bác nhá. Con này thì các bác sẽ được một cái máy đẹp led nguyên siêu viền. Đấy, gần như không một vết xước nào, siêu viền bên này cũng còn nguyên luôn. Đấy, màu trắng ngọc tờ linh luôn các bác nhá. Bút S Pen này, loa kép này, sạc nhanh Type C này, các kiểu đầy đủ luôn. Con này thì cấu hình các bác thuộc hơn cả em rồi, màn hình 6.8 inch, độ phân giải màn hình 2K cộng và 120Hz. Đấy là tất cả những cái điều mà nó đang sở hữu. Phiên bản Hàn có hỗ trợ 5G, đấy, chip Qualcomm 8 Gen 1, RAM 12/256GB, một cây màu trắng này, giá 13,8 triệu, cây này đẹp 99%. Một cây màu đỏ tím, cây này 12 triệu, cây này đẹp tầm 95%, viền hơi phẩy một tí, hơi cấn một tí góc này, còn lại tất cả mọi chỗ đều đẹp. Đấy, hơi cấn một chút góc này, cấn nhẹ này thôi các bác nha. Còn lại thì mọi chỗ là bờ cò là ngon lành cành quất luôn này các bác này. Con này hiện tại giá là 12 triệu, tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình sáng đẹp các bác nhá. Đấy, 12 triệu, cây này là cây số 3. Và một cây màu xanh 13,6 triệu, cây này thì hàng cũng là hàng A, đẹp 98-99%, cây này đang có giá là 13,6 triệu các bác nhá. Một cây màu xanh 13,6 triệu, phiên bản Hàn Quốc một sim, cây này 13,6 triệu này. Đấy, thì tình trạng như nào bên em báo luôn. Một cây hàng A tiếp theo, hàng A trừ, cây này là 13,2 triệu, một cây màu đen. Con này thì cũng là bản Hàn, tất cả các chức năng ok, màn hình sáng đẹp trong veo luôn các bác nhá. 13,2 triệu. Và sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác hai cây phiên bản Mỹ. Nếu anh em nào mà dùng hai sim thì các bác chọn bản Mỹ cho em. Bản Mỹ này nó sẽ dùng được là hai sim này. Đấy, hai sim, hai sóng, hỗ trợ 5G, một cây màu đen và một cây màu xanh. Hai cây này hàng A, đẹp 99% các bác nhá. Người ta gọi là led lẹt lẹt luôn. Hai cây này hàng A này. Đấy. Nguyên bản luôn. Con này thì gọi là led nẹt nẹt, không một tì vết. Hiện tại thì đối với cái hàng A này em đang bán cho các bác là 13,800,000, tặng đầy đủ phụ kiện này, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Đấy, giao diện một con là Android 14 và một con là Android 13. Các bác nhìn này, đấy, giao diện 14 thì trông nó dày chữ hơn các bác nhá. Còn lại thì thực ra là nó cũng vậy thôi. Tất cả các chức năng hoạt động ok, ngon lành cánh quất, tất cả các thứ là đều ok hết. Bên em đã kiểm tra hết rồi. Hàng đẹp 99%, 13,800,000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Bên em đang có màu đen và màu xanh phiên bản Mỹ. Ngày mai thì em sẽ về phiên bản 512GB luôn cho các bác nhé. 512GB thì cộng 500.000 vào. Ngày mai em sẽ có hàng 512GB để giới thiệu cho các bác. Trong ngày hôm nay thì em chỉ có phiên bản 256GB thôi. Nếu anh em nào cần 512GB thì giá nó sẽ là 14,3 triệu. Ok, thì bây giờ một cái sản phẩm cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong clip ngày hôm nay. Thì các bác cũng biết rồi, đây gọi là siêu phẩm lốt 20 Ultra, là một trong những cái con máy mà đã ra mắt 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Nhưng vẫn là một trong những cái chiếc máy mà đảm bảo các bác luôn, năm 2024 này vẫn là một trong những cái mã máy bán cực kỳ chạy nhất mọi thời đại luôn các bác nhá. Bởi vì sao? Nó đẹp các bạn, nó đẹp. Và cái thứ hai là cấu hình nó cao. Chưa thể nào mà những cái dòng máy đời sau mà nó xoán ngôi được con này. Một cụm camera 5x rồi nhưng mà chất lượng camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Một cái quả màn hình 6.9 inch nhưng mà gọi là 2K cộng và 120Hz, các bác nhìn này, nó led nẹt nẹt luôn. Nó đẹp đến từng mini luôn các bác nhá. Con này thì gần như là cái màn hình tràn viền này, phê chưa các bác. Đấy, camera này, từ camera thiết kế này, bút S Pen này, loa kép sạc nhanh này, RAM 12GB, bộ trong là 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài luôn, hai sim có hỗ trợ 5G. Đấy, pin 4500,
chip Qualcomm Snapdragon 865 cộng, tất cả các chức năng hoạt động ok, hàng đẹp 99,69%. Cái này hiện tại em đang bán cho các bác là 8.900.000 các bác nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện này, sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Và một cây lốt 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc, cây này giá 8.2, cây này thì đẹp tầm 97-98%, 8.200.000 các bác nhá. Đấy, tầm 98% luôn. Cây này thì 8.2 phiên bản Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc này thì cái bộ trong của nó sẽ là 256GB. Đấy, nhưng nó chỉ dùng được một SIM thôi các bác nhá. Các bác lưu ý là như vậy. Một cây màu trắng phiên bản Hàn, có bút S Pen, loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ. Cây này giá cho các bác là 8.2. Đấy, thì đây cũng là con máy cuối cùng mà Zino MV giới thiệu cho các bác trong clip ngày hôm nay. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt một giây ra nha các bác nhá. Cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video để kênh ngày càng phát triển. Và xin cảm ơn và xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng điện thoại Zino MV trong suốt thời gian vừa qua. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.